mà chúng ta không có biết. Chúng ta có rất là nhiều may mắn so với đồng bào, so với những cái người thiếu may mắn. Những cái điều kiện hạnh phúc của chúng ta nó nhiều. Và chúng ta có thể có hạnh phúc liền ngay trong giây phút hiện tại. Nhưng mà phần lớn của chúng ta không có khả năng có hạnh phúc trong giây phút hiện tại. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta phải đi kiếm một vài cái điều kiện khác của hạnh phúc ở trong tương lai. Chúng ta không có tin rằng hạnh phúc có thể có được trong giây phút hiện tại. Và phần lớn chúng ta bươn chải đi về tương lai để kiếm thêm những điều kiện hạnh phúc. Đó là sự sai lầm rất là lớn. Đức Thế Tôn Sakyamuni có dạy rằng chúng ta có thể sống hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại. Trong một buổi giảng cho các thương gia, trong đó có ông Cấp Cô Độc, thì Đức Thế Tôn có dùng cái cụm từ hiện pháp lạc trú. Hiện pháp lạc trú là sống hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại. Tại vì những điều kiện hạnh phúc của chúng ta có dư giả để chúng ta có hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại. Quý vị thử lấy một cái tờ giấy, rồi quý vị lấy một cái bút, rồi viết xuống những cái điều kiện hạnh phúc mà quý vị đang có. Thử xem, đây là thiền tập, ngồi dưới gốc cây hay ngồi trên bãi cỏ. Quý vị viết xuống những cái điều kiện hạnh phúc mà quý vị đang có. Thì tôi tin chắc rằng một trang nó không có đủ, hai trang không có đủ, ba trang không có đủ, bốn trang cũng không có đủ. Tại chúng ta may mắn hơn rất nhiều người, nhưng mà chúng ta cứ than phiền là chúng ta không có hạnh phúc. Thành ra chánh niệm là một cái loại năng lượng, nó giúp chúng ta trở về với giây phút hiện tại để nhận diện được những cái khổ đau, những cái điều kiện hạnh phúc mà nó đang có mặt. Những điều kiện hạnh phúc của chúng ta nhiều lắm, nhiều nhiều lắm, mà sở dĩ chúng ta không có hạnh phúc là tại chúng ta. Ví dụ như cái bài tập này, thở vào tôi biết rằng tôi ý thức được về hai mắt của tôi. Đây là bài tập trong kinh đó. Và khi mình thở vào thì mình chú tâm vào hai con mắt của mình. Trong suốt hơi thở vào thì mình chú tâm vào hai con mắt mình, thấy được rằng hai mắt mình còn sáng. Tưởng tượng rằng chúng ta mù, chúng ta bị bệnh mắt và chúng ta không có thấy được gì hết, thì chúng ta khổ biết bao nhiêu. Tại vì chúng ta có hai con mắt còn sáng, vì vậy cho nên chúng ta chỉ cần mở mắt ra là thấy được trời xanh, thấy được mây trắng, thấy được núi đồi, thấy được cái khuôn mặt của người thương. Và chúng ta may mắn có được hai con mắt còn sáng là một trong những cái những điều kiện hạnh phúc của chúng ta. Nhưng mà chúng ta có trân quý cái điều kiện hạnh phúc đó không? Mà đâu phải chúng ta chỉ có hai con mắt sáng mà thôi, chúng ta còn nhiều cái lắm. Ví dụ trái tim của chúng ta, thở vào tôi biết rằng tôi có một trái tim, và trái tim tôi nó là trái tim lành. Có rất nhiều người không có một trái tim bình thường như chúng ta, và có thể bị đột quỵ bất cứ lúc nào. Và cái ao ước sâu sắc nhất của những người đó là có một trái tim bình thường. Và những người đó tự nhủ rằng là khi mà có một trái tim bình thường thì họ sẽ hạnh phúc lắm. Còn chúng ta có một trái tim bình thường mà chúng ta không có hạnh phúc, tại chúng ta không có nhận diện được cái điều kiện hạnh phúc đó. Và trong cơ thể chúng ta có hàng ngàn, hàng chục ngàn những cái điều kiện hạnh phúc đó, mà xung quanh ta chúng ta cũng có hàng ngàn, hàng chục ngàn những điều kiện hạnh phúc đó. Vậy mà chúng ta không có hạnh phúc, tại vì chúng ta không có nhận diện được chúng. Và cái phương pháp của Bụt là khi mà trở về với giây phút hiện tại để nhận diện được những cái điều kiện hạnh phúc, thì cái niềm vui với cái hạnh phúc nó tự nhiên nó được chế tác liền lập tức.
Cho nên chánh niệm Asamkhai có nghĩa là khả năng nhận diện những cái điều kiện hạnh phúc mà mình đang có. Và nhận diện được thì cái hỷ và cái lạc, tức là cái niềm vui và cái hạnh phúc, nó được chế tác liền. Thành ra người biết thực tập á, thì có thể chế tác cái hỷ và cái lạc. Hỷ là sự niềm vui đó, lạc là hạnh phúc đó, bất cứ lúc nào. Và chúng ta có thể giúp cho người kia, nhắc cho người kia biết, này em có biết rằng chúng mình có nhiều may mắn lắm không? Biết bao nhiêu người đồng bào của chúng ta đâu có được những cái may mắn như vậy. Vậy mà chúng ta không có biết để cứ tiếp tục làm khổ nhau. Vì vậy cho nên chánh niệm nó có khả năng chế tác hạnh phúc, chế tác niềm vui cho mình và cho người mình thân yêu. Chánh niệm có khả năng ôm ấp niềm đau nỗi khổ để chúng ta bớt khổ và chúng ta tái lập được truyền thông và hòa giải với nhau. Những cái điều đó, xin quý vị nhớ là mình có thể học trong 5 ngày, 6 ngày để mình chuyển đổi được cái tình trạng gia đình của mình. Nếu mình có khó khăn với con cái của mình, nếu mình có khó khăn với người bạn hôn phối của mình, thì đừng có chịu chết. Chúng ta có những phương pháp tu tập để có thể đi ra khỏi những cái khó khăn đó. Có các thầy, các sư cô, các vị giáo thọ cư sĩ ở đây, họ rất giỏi về những cái phương pháp đó. Quý vị tới một khóa tu đi và học những cái điều đó, đem về nhà thực tập. Sáng hôm nay tôi muốn chỉ cho quý vị cái cách thỉnh chuông đó. Mỗi nhà nên có một cái chuông, dù là cái chuông nhỏ cũng được. Tại cái chuông này, nếu mà biết thực tập thì nó đem lại hạnh phúc rất nhiều trong gia đình của mình. Chúng ta có nhiều người có chuông, nhưng mà chúng ta phần lớn không có biết thỉnh chuông. Có nhiều thầy, nhiều sư cô trong truyền thống cũng không biết cách thỉnh chuông, tại không có được học đàng hoàng. Có nhiều thứ chuông, có nhiều loại chuông. Nhưng cái mục đích đó là khi nghe chuông thì chúng ta phải làm thế nào để cho cái thân và cái tâm chúng ta lắng dịu xuống. Nếu không thì cũng như là nước chảy ra khoai, không có ích lợi gì hết. Nghe chuông thì cũng giống như là mấy con bò nó nghe nhạc của Beethoven, không có ích lợi gì hết. Cái tiếng chuông á, mình phải coi như là tiếng gọi của thầy mình, tiếng gọi của Bụt. Bụt ở đâu? Bụt ở trong lòng. Chúng ta đã được học từ tổ tiên chúng ta là Bụt không ở trong chùa đâu. Bụt không ở trên mây mà Bụt ở trong lòng. Phật tức tâm đó. Ở trong này có sự bình an. Trong này có khả năng thương yêu. Trong này có khả năng tha thứ. Trong này có khả năng hạnh phúc. Thì cái đó là tính Bụt. Thì mỗi khi chúng ta nghe chuông thì chúng ta phải xem như là chúng ta đang nghe tiếng gọi của Bụt, gọi chúng ta trở về. Và vì vậy cho nên cái người thỉnh chuông phải học mới biết cách thỉnh chuông. Trong truyền thống Phật giáo Việt Nam, người thỉnh chuông được gọi là tri chung. Tri chung, người mà lo về khách khứa trong chùa gọi là tri khách, người lo về chuông gọi là tri chung, người lo về thiền đường gọi là tri đường. Thì tri chung là người biết thỉnh chuông. Thì mỗi khi mà muốn thỉnh chuông á, cái chuông nó có một cái đế, một cái tọa cụ. Và mỗi khi mà thỉnh chuông chúng ta phải xá một cái như vậy. Cái chuông kia thì nó nặng, chúng ta không nâng lên được, nhưng cái chuông này chúng ta có thể nâng lên được. Thì theo cái truyền thống của mình là trước khi thỉnh chuông thì mình phải làm lắng dịu cái thân tâm của mình trước, thì mình mới xứng đáng là một vị tri chung. Thì nâng cái chuông lên như thế này á, mình bắt đầu thở. Nó có một bài kệ mà mình phải học thuộc lòng, và câu đầu nó đi vào, đi theo một hơi thở vào,
Câu thứ hai nó đi theo hơi thở ra. Cái bài kể nó như thế này. Ngày xưa nó bằng chữ Hán, nhưng bây giờ mình có bằng tiếng Việt, mình có bằng tiếng Đức nữa. Ba nghiệp lắng thanh tịnh, gửi lòng theo tiếng chuông, nguyện người nghe tỉnh thức, vượt thoát nẻo đau buồn. Ba nghiệp lắng thanh tịnh, gửi lòng theo tiếng chuông, nguyện người nghe tỉnh thức, vượt thoát nẻo đau buồn. Thì sau khi mình thở vào thở ra hai lần như vậy rồi, thì trong thân và trong tâm của mình nó có sự lắng dịu, và lúc đó cái phẩm chất của tiếng chuông mới cao. Còn nếu trong lòng mình có những cái buồn phiền, giận dữ, căng thẳng, thì cái phẩm chất của tiếng chuông nó không có cao, và tội cho những người nghe chuông. Rồi sau khi mà thở vào thở ra hai lần theo cái bài kệ đó rồi, thì mình mới đưa cái dùi chuông lên và mình nhấp một cái. Cái tiếng này gọi là tiếng nhấp. Nó có cái mục đích là báo tin cho mọi người biết là sẽ có một tiếng chuông vọng lên. Nếu quý vị biết tiếng chuông thì quý vị phải làm như vậy. Sau khi thở vào, thở ra hai hơi cho lắng dịu thanh tâm rồi thì quý vị mới thỉnh một cái tiếng gọi là tiếng nhấp hay là tiếng thức, thức chuông, và báo hiệu cho mọi người biết rằng sẽ có tiếng chuông. Và sau khi mà nhấp rồi đó thì mình phải để cho người ta có thời giờ để chuẩn bị thanh tâm mà đón nhận tiếng chuông. Vì vậy cho nên sau đó mình phải để cho họ ít nhất là 6 giây, 7 giây để cho họ thở. Khi mà nghe như vậy thì mọi người biết rằng sẽ có một tiếng chuông. Và do đó cho nên đang nói cái gì thì ngưng nói, đang suy nghĩ cái gì thì ngưng suy nghĩ và bắt đầu thở vào. Để hết tâm ý vào hơi thở vào, rồi thở ra để hết tâm ý vào hơi thở ra. Lúc đó trong lòng của mình có niệm và có định. Niệm tức là Aksamkeit, tức là cái khả năng biết rằng cái gì đang xảy ra. Còn định tức là sự chú tâm. Và lúc đó thì mình mới tiếp nhận tiếng chuông được. Thì khi mà quý vị làm tri chung á, sau cái tiếng nhấp đó, quý vị phải để cho người ta có thời giờ để ngưng sự nói năng, ngưng sự suy nghĩ và thở vào một hơi, thở ra một hơi, làm cho lắng dịu cái thân và cái tâm, buông bỏ sự căng thẳng và tiếp nhận được cái lời gọi của Đức Thế Tôn. Tại vì tiếng chuông là phải coi như là tiếng gọi của Đức Thế Tôn. Ở trong những cái chùa của mình, chuông thỉnh thì cứ thỉnh, mà mình nói chuyện thì cứ nói chuyện, là không có đúng. Mỗi khi có tiếng chuông là mọi người phải im lặng hết. Tại vì tiếng chuông là tiếng gọi của Bụt, gọi của Bụt để cho mình trở về với bản thân của mình. Thế mình phải thiết lập lại được cái truyền thống tiếng chuông. Tại vì truyền thống này đã có mấy ngàn năm. Ngày xưa có những cái bài kệ bằng chữ Hán: văn trung thanh phiền não khinh, trí tuệ trường bồ đề sinh, ly địa ngục xuất hỏa khanh, nguyện thành Phật độ chúng sinh. Thì có những cái bài kệ như vậy đó. Là khi nghe tiếng chuông, mình không có nói chuyện, mình không có suy nghĩ, mình theo dõi hơi thở, mình lắng dịu thân tâm, mình để tiếng chuông đưa mình trở về với trái tim của mình. Thì như vậy mới đúng cái truyền thống. Hơi thở vào, hơi thở ra, sau đó mình mới thỉnh một tiếng chuông. Trong khi mình nghe tiếng chuông đó thì mình phải thở theo một bài kệ khác, hai câu là lắng lòng nghe, lắng lòng nghe tiếng chuông
huyền diệu đưa về nhất tâm. Hay là lắng lòng nghe tiếng chuông huyền diệu đưa về quê hương. Quê hương này là quê hương tâm linh của mình. Trong đó có tổ tiên và huyết thống và tổ tiên tâm linh. Tổ tiên huyết thống là ông bà của mình và tổ tiên tâm linh là các vị Bụt, các vị Bồ Tát. Và cái quê hương đó nó nằm ở trong trái tim của mình, chứ không phải là nằm ở chỗ khác. Và tiếng chuông là để cho mình có cái dịp mình trở về với mình và để mình tiếp xúc được với tổ tiên của mình, là tổ tiên huyết thống và tổ tiên tâm linh của mình. Trong truyền thống của chúng ta, mỗi gia đình đều có một cái bàn thờ tổ tiên. Và mỗi ngày chúng ta thắp một cây hương. Và trong cái thời gian thắp cây hương đó là chúng ta có cơ hội xúc tiếp, tiếp xúc với là tổ tiên tâm linh và huyết thống của mình. Đó là một cái nền văn minh, chứ không phải là một cái mê tín. Cái thời gian 1 phút, 2 phút mà mình thắp một cây hương và mình cắm lên cái bát nhang trên bàn thờ tổ tiên đó, nó là một hành động rất là văn minh, chứ không phải là mê tín. Mình phải cách nghĩa, mình phải cách nghĩa cho những cái người bạn ngoại quốc của mình hiểu được. Tại vì một con người mà không có gốc rễ, một con người mất gốc, không có thể nào là một con người có hạnh phúc được. Cho nên chúng ta muốn luôn luôn tiếp cận với gốc rễ của mình. Và chúng ta luôn luôn muốn cho con cháu chúng ta tiếp cận với gốc rễ của chúng nó. Và đây là những phương pháp để tiếp cận với tổ tiên, tâm linh và huyết thống của mình. Mà có một cái cây mất trốc gốc thì không có nào sống được. Một con người mà không có gốc rễ thì không thể là một con người có hạnh phúc được. Lắng lòng nghe tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm. Nhất tâm là cái sự chú tâm. Hay là lắng lòng nghe tiếng chuông huyền diệu đưa về quê hương. Quê hương này, nó là quê hương tinh thần của mình. Nó nằm ở trong trái tim của mình. Và khi mà chúng ta nghe một tiếng chuông như vậy, thì chúng ta có cơ hội thở vào và thở ra 3 lần. Lắng lòng nghe tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm. Chúng ta thở vào 3 lần như vậy. Và mình là người tri chung thì mình phải để cho người ta có đủ thời giờ để mà thở 3 hơi như vậy. Buông bỏ sự căng thẳng, buông bỏ sự đau nhức và trở về với chính mình để có cái sự bình an ở trong thân và trong tâm. Thỉnh chuông như vậy không phải là một cái tín ngưỡng mà là một sự thực tập. Tại vì mỗi tiếng chuông nó cho chúng ta có cơ hội thở vào 3 lần và thở ra 3 lần. Và nếu chúng ta biết thở thì chúng ta đem lại sự bình an trong thân và trong tâm. Sự bình an này chúng ta không có mua được ở ngoài siêu thị. Chúng ta phải chế tác ra được. Và lúc đó vị trí chung mới thỉnh tiếng thứ hai. Và mọi người lại có cơ hội thở ra, thở vào 3 lần để làm cho cái sự bình an nó lớn lên trong con người của mình. Nếu có những lo lắng, phiền muộn thì đó là những cái cơ hội để cho mình làm lắng dịu những cái lo lắng và phiền muộn của mình. Tại vì đời sống hàng ngày, tranh đấu với sự sống nó cam go lắm. Có thể có những cái lo lắng, buồn phiền, giận hờn, cho nên mình cần phải thực tập như thế nào để làm cho nó lắng dịu những cái đó xuống. Và như vậy 3 tiếng chuông là nó cho chúng ta cho chúng ta cơ hội thở được 9 hơi. Và 9 hơi thở vào và ra nó đem lại nhiều bình an cho cơ thể lắm. Vì vậy cho nên mỗi gia đình nên có một cái chuông. Và nếu buổi tối mà cha mẹ và con cái, trước khi các cháu đi ngủ, mình ngồi xuống hết và mình thỉnh chuông
tất cả cha mẹ con cái đều thở chín hơi để làm lắng dịu thân tâm trước khi các cháu đi ngủ, thì đó là chuyện rất là hay. Buổi sáng mai cũng vậy, trước khi chúng ta đi làm, con cháu chúng ta đi học, thì nếu cả gia đình ngồi xuống mà thở với nhau với 3 tiếng chuông, đó là chuyện rất là văn minh mà quý vị có thể làm được. Mỗi khi trong gia đình có cái không khí ngột ngạt, bố giận mẹ, nói nặng với mẹ, hay là cha rầy con làm cho tình trạng khó thở, thì mỗi người trong gia đình đều có quyền đi thỉnh chuông hết. Chúng ta phải ký một cái hiệp định trong gia đình là người nào trong gia đình nếu muốn thỉnh chuông, nếu cần có sự bình an là đều có quyền thỉnh chuông hết. Và khi mà tiếng chuông vọng lên thì không có ai được nói nữa, không có ai được suy nghĩ nữa, tất cả đều phải vâng theo và phải thực tập chín hơi thở theo 3 tiếng chuông. Mà có nhiều thiền sinh Tây Phương họ đã áp dụng cái phương pháp này trong gia đình và họ làm cho gia đình hạnh phúc lắm. Em bé có quyền thỉnh chuông. Nếu em bé thấy bố mẹ làm khổ nhau, em bé có quyền lên cái phòng gọi là phòng thờ đó, một cái thiền đường nhỏ nhỏ, em bé ngồi xuống, em bé thờ, em bé thỉnh chuông, thì tự nhiên bố mẹ thấy rằng, nghe chuông biết rằng em bé đang khổ. Tại vì mình cãi nhau, mình làm khổ nhau, khiến cho em bé khổ, và em đã bé đi cầu cứu với buộc bằng cách thỉnh chuông. Thì bây giờ đây mình cũng phải lắng nghe. Ví dụ bà mẹ đang nấu cơm ở dưới bếp và đang giận bố, tại vì bố vừa mới nói một câu gì quá nặng, thì tự nhiên bà mẹ nghe tiếng chuông và biết rằng con của mình nó khổ, nó đi cầu cứu với bụt. Thì lúc đó mình đang nấu ăn, mình buông xuống và mình thở, mình làm lắng dịu cái thân tâm của mình. Nó con nó đang thỉnh chuông và nó đang thở để cho nó bớt khổ, thì mình cũng phải yểm trợ cho con. Mình cũng phải ngưng lại công việc của mình, mình ngồi mình thở với nó. Và người bố cũng vậy, tại vì người bố cũng đã có ký vào trong cái hiệp ước sống an lạc trong gia đình. Thành ra mình phải thực thi cái đó. Thì nếu mình làm hay hơn nữa thì mình ngưng nấu ăn, mình đi từ từ vào trong tới gần bên con, rồi mình ngồi xuống với con và mình thở với con. Cái đó rất là đẹp. Và nếu người bố giỏi thì người bố cũng sẽ làm như vậy, biết rằng con mình đang khổ tại vì bố mẹ đang làm khổ nhau. Thành ra tiếng chuông nó cứu được những cái tình trạng như vậy. Và khi mà chúng tôi đề nghị cho những gia đình Tây Phương, những người Tây Phương họ làm rất là hay. Họ làm một cái phòng trong gia đình, có nhiều phòng, họ mới có một cái phòng gọi là phòng thờ. Ở trong đó chỉ có một bình hoa và một cái chuông thôi, và 3 cái gối ngồi cho 2 cái cho 2 vợ chồng và một cái nhỏ nhỏ cho đứa con. Nếu có 2 đứa con thì có 2 cái nhỏ. Và mỗi bữa sáng cùng ngồi và nghe chuông với nhau. Mỗi bữa tối trước khi đi ngủ cùng ngồi và nghe chuông với nhau. Và mỗi khi trong gia đình có không khí nặng nề thì người nào cũng có cái khả năng, cũng có cái quyền thỉnh chuông để làm lắng dịu thân tâm. Và khi nghe chuông thì những người khác bắt buộc phải làm theo. Thì nếu quý vị thính một cái chuông về rồi ký một cái hiệp ước như vậy giữa bố mẹ và con cháu, thì tôi tin rằng nổi trong vài tuần lễ, không khí trong gia đình nó sẽ êm dịu hơn, nó sẽ có hạnh phúc hơn. Dạ, con xin thưa thầy là con có 2 câu hỏi muốn được thầy giải thích. Dạ, câu hỏi thứ nhất là có rất là nhiều Phật tử đi chùa để tụng kinh. Vậy thì con xin hỏi thầy là tụng kinh để làm gì? Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là Phật có nói rằng
ai cũng có thể trở thành Phật. Vậy thì xin Thầy giải thích là vì sao Phật lại nói như vậy? Xin Thầy. Câu hỏi thứ hai là sao, nhắc lại chút. Ai cũng có thể thành Phật được. Dạ, tức là Phật có nói rằng tất cả mọi người, ai cũng đều có thể trở thành Phật. Thì con xin Thầy giải thích ạ. Vâng. Dạ. Câu hỏi thứ nhất là tụng kinh để làm gì? Chữ tụng nó có nghĩa là đọc, chứ không có gì hết. Ôn lại, ôn đọc lại. Thì kinh nó có nhiều thứ kinh. Như là sáng nay chúng ta học một cái kinh đó, gọi là kinh hơi thở. Và mỗi kinh nó có một cái chủ đề. Và mình tụng kinh đó, không phải là để cầu nguyện, mà để nhắc lại, để nhớ lại những cái điều của Bụt dạy mà làm. Cái đó là mục đích của sự tụng kinh. Vậy vậy cho nên tụng kinh đừng có làm như những con vẹt. Đừng có tưởng rằng tụng kinh đó là Bụt thích lắm, Bụt ưa mình tới tụng kinh lắm. Không, Bụt ưa mình đọc những kinh đó để mình làm theo. Vậy vậy cho nên tụng kinh có nghĩa là để nhớ lại những lời Bụt dạy và để làm theo, chứ không phải là để có công đức. Nếu mà không có làm theo thì tụng bao nhiêu cũng vậy thôi, không có công đức gì hết. Ví dụ như chuyện niệm Bụt đó, mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật hay Nam Mô Bụt Thích Ca Mâu Ni, Nam Mô Bụt Sakyamuni, thì tụng với niệm nó cũng hơi giống nhau. Niệm là nhớ lại, tụng là cũng để nhớ lại, phải không? Tụng là để nhớ lại và niệm cũng là để nhớ lại. Nhưng mà mình nhớ lại như thế nào để có thể đem lại cái sự bình yên, đem lại cái khả năng hiểu và thương trong con người, thì nhớ lại như vậy mới có ích lợi. Còn nếu mà quý vị cứ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật mà trong khi đó không sự căng thẳng ở trong cơ thể không có bớt chút nào hết, cái giận hờn buồn phiền ở trong lòng nó không có bớt chút nào hết, thì quý vị lặp lại cái câu Nam Mô A Di Đà Phật 1.000.000 lần nó cũng vậy thôi, không có ích lợi gì hết. Cũng giống như mình nói 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, không có ích lợi gì hết. Thành nó phải thấy được, phải hiểu được. Niệm Bụt đó là với mục đích là mình tiếp xúc được với Bụt. Mà Bụt là gì? Bụt là khả năng có bình an, khả năng hiểu, khả năng thương. Vậy cho nên khi mình niệm Bụt thì mình phải niệm như thế nào để mình từ từ mình chế tác được cái khả năng đó trong con người của mình. Cho nên chúng ta không có thể nào làm như một cái vẹt, làm như cái máy được. Có cái câu chuyện buồn cười ở trong cái nhà thương bệnh viện tâm thần ở Biên Hòa đó. Có cái ông đó tự nhiên ông nghĩ rằng ông là một cái hạt bắp, hạt ngô. Ông có cái tri giác sai lầm về ông. Ông cho mình là một hạt bắp, hạt ngô. Vì vậy cho nên mỗi khi ông thấy con gà đi ngang qua là ông sợ bỏ chạy. Tại ông sợ con gà nó tới nó mổ ông. Ở đời có nhiều cái tri giác sai lầm lắm. Người ta không có thù mình mà mình tưởng là người ta thù mình. Người ta không có ghét mình mà mình tưởng người ta ghét mình. Người ta không có muốn thu tiêu mình mà mình tưởng người ta thu tiêu mình. Người ta không có muốn lợi dụng mình mà mình cứ tưởng tượng là người ta lợi dụng mình. Tri giác sai lầm như vậy nhiều lắm. Thì cái ông đó, ông có cái tri giác sai lầm không biết từ đâu. Ông nghĩ mình là một hạt bắp. Và vì vậy cho nên mỗi khi gặp con gà, ông bỏ chạy.
lúc đó bác sĩ mới nói rằng anh nên biết anh là một con người, anh không phải là một con gà. Anh làm bài tập đi. Anh viết xuống cho tôi cái câu này: tôi là một con người, tôi không phải là một hạt bắp. Và anh phải viết xuống mỗi ngày nhiều lần. Và anh phải lặp lại một ngày nhiều lần. Cái đó là tụng niệm đó. Viết xuống nhiều lần cũng như chép kinh. Và đọc, đi đọc lại cũng là tụng, là niệm như gì nữa. Rồi sau đó một tháng thì lên gặp bác sĩ. Bác sĩ hỏi lại: anh là cái gì? Dạ thưa bác sĩ, tôi là một con người, tôi không phải là một hạt bắp, hạt ngỗng. Giỏi lắm. Thôi anh về đi, chiều nay chúng tôi sẽ cho anh xuất viện. Thì buổi trưa hôm đó, anh ta đi lang thang gặp một con gà. Anh ta chạy trốn. Anh ta chạy trốn, làm cho cô y tá chạy theo để bắt lại mà bắt không kịp. Thì ông bác sĩ rất là thất vọng. Ông ta triệu tập cái bệnh nhân tới văn phòng mà nói: hồi sáng này anh nói rất rõ với tôi là anh là một con người mà, anh đâu phải là một hạt ngô đâu, mà tại sao trưa hôm nay anh gặp con gà, anh bỏ chạy? Thì cái ông bệnh nhân ông nói rằng: tôi biết rất rõ tôi là một con người chứ không phải là hạt ngô, nhưng mà con gà nó đâu có biết. Nguy lắm, nó tưởng tôi là hạt ngô cho nên nguy quá, cho nên tôi phải bỏ chạy thôi. Thì cái kiểu tụng niệm đó nó không có ích lợi gì hết, và không có cái tự giác. Và vì vậy cho nên dầu mình có niệm bột A Di Đà hay bột Thích Ca 1 triệu lần một ngày không có ích lợi, nếu mà trong khi mà tụng niệm như vậy mình không có cái sự bình an trong lòng, nếu mình không có làm tăng được cái hiểu và cái thương, mình nhìn người kia vẫn còn hận thù, vẫn còn bực bội, thì tụng kinh niệm bột như vậy không có ích lợi. Nó không có nghĩa là tụng kinh niệm bột là không có ích lợi, nhưng mà tùy theo cái cách của mình tụng kinh niệm bột. Nếu mình làm như cái máy, như nếu mình làm như một con vẹt thì nó không có ích lợi gì hết. Nghe chuông cũng vậy đó. Thì ai trong chúng ta mà không nghe chuông? Nhưng mà có những người trong chúng ta nghe chuông thì trong người rất là khỏe. Còn những người khác thì nghe chuông giống như vịt nghe sấm, không có ích lợi gì hết. Thành ra nghe 1.000 tiếng nó cũng vậy thôi. Mà trong cái đó chúng ta nghe 3 tiếng thôi mà chúng ta có rất là nhiều bình an. Đó là câu hỏi, trả lời câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là trong kinh nói rằng là người nào cũng có thể thành bụt được. Nó đúng. Tại bụt là gì? Bụt là một con người nhưng mà có rất là nhiều chất liệu của cái hiểu và cái thương. Cái hiểu là trí tuệ, cái thương là từ bi. Trong chúng ta người nào cũng có cái hiểu và cái thương, nhưng mà có thể cái đó nó còn ít lắm. Chúng ta tự hiểu mình chưa đủ, và khi mà chúng ta không có hiểu được mình thì làm sao hiểu được người khác. Chúng ta có những cái nỗi khổ niềm đau mà chúng ta không có hiểu được những cái nỗi khổ niềm đau đó và nhận diện được nó, thì làm sao chúng ta có thể hiểu được những cái nỗi khổ niềm đau của người kia. Cho nên chúng ta có cái hiểu, nhưng mà cái hiểu chúng ta lớn bằng một cái hạt đậu phụ. Trong khi cái hiểu của Đức Thế Tôn nó lớn lắm. Ngài hiểu được những cái nỗi khổ niềm đau của chính Ngài, và Ngài hiểu được cái nỗi khổ niềm đau của con người và của muôn loài. Và tại vì có hiểu và có thương nhiều cho nên hạnh phúc rất rất, rất nhiều. Và cái khả năng hiểu và thương được gọi là Phật tính. Phật tính, người nào cũng có Phật tính, nhưng mà chúng ta phải tu tập hàng ngày để cho cái hiểu và cái thương đó mỗi ngày nó một lớn lên. Chúng ta phải đặt câu hỏi:
là ngày hôm nay cái hiểu và cái thương của tôi nó có lớn hơn ngày hôm qua chút xíu nào không? Nếu nó không lớn hơn, tức là mình dẫm chân tại chỗ. Nếu ở trong một cái cuộc liên hệ vợ chồng, mình có thể hỏi được: này anh thấy em cái hiểu và cái thương của em có lớn lên chút nào không so với ngày hôm qua? Anh nói thật đi. Mình là người tu thì mỗi ngày cái hiểu và cái thương của mình nó phải lớn hơn lên. Mình phải giúp nhau, mà mình có thể giúp cho người kia hiểu thêm và thương thêm. Cái hạnh phúc đó, nó tùy thuộc vào cái hiểu và cái thương. Mình chế tác cái hiểu và cái thương cho mình, và mình giúp cho cái người kia chế tác thêm cái hiểu và cái thương. Người kia có thể là con của mình hay là bố của mình. Thì bây giờ mình cũng làm rồi đó, nhưng mà bụt rất là nhỏ. Khi nào mà cái hiểu cái thương của mình lớn, mình mới thật sự là bụt lớn. Thành mỗi người đều có cái khả năng làm cho cái hiểu và cái thương ở trong con người của mình nó lớn lên. Và vì vậy cho nên trong kinh nói là người nào cũng có khả năng thành Phật hết. Và nếu mình có thời giờ để tu thì mỗi hơi thở, mỗi bước chân của mình nó có thể giúp cho cái hiểu và cái thương của mình nó lớn hơn. Và phải có sự tiến bộ. Ở trong chùa mà có cái truyền thống là an cư kết hạ, mỗi năm các thầy các sư cô tu với nhau trong vòng 90 ngày, không có đi đâu hết, để đào sâu, để làm cho lớn lên cái hiểu và cái thương của mình. Và tới cái ngày rằm tháng 7 là ngày tự tứ, là ngày tính sổ, xem thử là cái hiểu và cái thương của mình đã lớn được từ nào rồi. Thành ra nếu quý vị chưa được cái tham dự vào một cái ngày lễ tự tứ thì quý vị chưa biết được. Thông thường là một thầy quỳ trước một thầy khác và hai thầy đối thoại với nhau. Thầy này bạch như thế này: bạch thầy, con đã có cơ hội tu với thầy trong 90 ngày. Xin thầy dạy cho con là trong 90 ngày đó con đã có tiến bộ gì về cái sự thực tập hiểu và thương hay không? Hay là con còn dẫm chân tại chỗ? Thì xin thầy nói thẳng cho con biết. Thì người kia sau khi đã được hỏi như vậy sẽ nói thật cho mình biết là mình đã có tiến bộ được bao nhiêu. Cái đó gọi là lễ tự tứ và Vu Lan rằm tháng 7. Ngày hôm nay thì các thầy, các sư cô và các vị Phật tử mà được tu 90 ngày là có 90 ngày cơ hội để mà làm lớn cái hiểu và cái thương của mình. Thì mình đừng có tưởng tượng nhiều quá, mình đừng có tưởng tượng Phật là một vị thần linh. Mình phải biết rằng thực tế Bụt là một con người như mình, nhưng mà có rất nhiều khả năng hiểu và thương. Vì vậy cho nên không có khổ đau nhiều, và có khả năng làm hạnh phúc cho rất là nhiều người và giúp cho người bớt khổ đau. Nếu mà quý vị có nhiều từ bi, có nhiều hiểu biết đó, thì quý vị là một người hạnh phúc, và quý vị có thể giúp cho những người khác bớt khổ và có niềm vui, thì quý vị là Bụt rồi đó. Ta gọi là Phật sống. Ở đời này có nhiều Phật sống lắm, quý vị đừng coi thường. Có những người không có mang danh hiệu là Phật tử, nhưng mà họ có cái hiểu rất lớn, có cái thương rất là lớn, họ là những Phật sống đó. Ngay trong loài người với nhau đã có những vị Bụt và vị Bồ Tát, tuy là họ cũng có xưng như vậy, đó là những vị Bồ Tát đại nhân. Cho nên trong kinh có nói rằng là ai cũng có thể thành Bụt được. Nó có nghĩa là ai cũng có thể làm lớn lên cái khả năng hiểu và thương của mình được, để bớt khổ
và để giúp cho người bớt khổ và có niềm vui.